Xin chào các bác, hôm nay em xin hướng dẫn các bác cách thay đá của cái máy nghiền vỡ ngô thành mảnh và nghiền thành cám. Đây là chính là cái lúm điều chỉnh để ra hạt to, hạt nhỏ. Đây là chính là cái mở đây. Đấy, mở rồi. Đây chính là cái hai viên đá nghiền là sẽ ép vào nhau. Khi mà mình nó càng ép vào nhau thì nó sẽ càng ra nhỏ hơn. Ví dụ ở trường hợp các bác dùng nâu, các bác muốn thay thì này, thì em xin hướng dẫn các bác. Đầu tiên là các bác sẽ đây, cái phần đá phía bên ngoài thì các bác chỉ cần nó sẽ ra luôn cái phần đá bên ngoài này. Ở đây thì là khi lắp rồi mình nhớ là mình lắp vào cái phần nó có cái khe này thì là mình sẽ lắp đúng vào cái khe này khi mà mình muốn lắp lại. Đây. Để thay hai cái viên đá này thì này, đây mình sẽ tháo mấy con ốc này ra, mấy cái tô vít đơn giản. Mình tháo mấy con ốc này ra. Đây các bạn lấy cái tô vít, các bạn sẽ tháo từng con ốc này ra một này. Đằng sau đó là cái cu thì các bác có thể lấy cái lê bỏ những cái con ecu đằng sau phía sau ra cho nó dễ bạn. Ở đấy thì mình có thể rút ra mình thay cái khác là gì rất là dễ. Tương tự như cái đá còn lại cũng thế, đằng sau nó có cái con ecu là thì mình chỉ cần bỏ con ecu ra là mình tách rời được còn hai cái viên đá ra để thay thế. Cái máy này thì với công suất thì mình dùng cho hộ gia đình quy mô nhỏ để xay vỡ hoặc xay thành dạng cám cho gà cho chim ăn rất là tiện. Và các bác có thể có cái máy này xay để thành cám, để chúng ta xay ngô thành cám để chúng ta đun thức ăn thành viên cho gà rất là tiện. Có thể xay ngô, xay đỗ, xay gạo. Đây là cái máy này đang công suất là 2.2, có loại 1.5, motor dây đồng. Các bạn có nhu cầu muốn mua máy thì liên hệ với em số điện thoại 0971 709 263.